yêu là chọn. Nguyễn Lê Minh Thùy là một cô gái xinh đẹp, thông minh, cá tính, hiện đang làm quản lý một cửa hàng thời trang. Rồi, mẫu và lý tưởng của em là 1m5, phải cao trên 1m7. Vậy đó phải ga lăng, phải dễ thương, phải biết chiều chuộng em một chút, biết chia sẻ và cảm thông với em nữa. Cái mục đích em tham gia chương trình này là tìm được một nửa lý tưởng của mình. Và địa điểm gặp mặt chàng trai ứng cử viên đầu tiên đó chính là quán cà phê Băng Đăng, âm 5 độ C. Dạ, em muốn anh Thắng hả? Dạ, anh Thắng ở bên trong ạ. Ứng cử viên đầu tiên là một anh chàng tự tin, năng động, đam mê kinh doanh và du lịch. Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1991, hiện anh chàng đang quản lý một quán cà phê và là một travel blogger trên mạng. Mới xem qua những tấm hình thì mình cảm thấy trong hình nó ảo diệu quá, và mình cũng không biết là ở ngoài đời thì như thế nào. Mình cũng hơi tò mò. Wow. Oh my gosh. Lạnh. Chào bạn. Hello, cái bên đó chưa? Hello anh. Cảm giác em lúc đầu vào đây như thế nào? Dạ em thấy rất là thú vị luôn á. Anh ơi, ở chỗ này là anh đến bao giờ chưa? Chỗ này là anh kinh doanh chỗ này luôn á, cho nên ngày nào anh cũng vô hết trơn á. Em có lạnh lắm không? Dạ lạnh lắm. Lạnh lắm hả? Dạ. Để anh kêu nhân viên mang khăn kè vô cho em nha. Dạ. Những lúc mà rảnh rỗi thì em hay làm cái gì? Em cảm ơn. Dạ rồi, em cảm ơn. Em nhận được khăn kè rồi nha anh nha. Rồi, anh thấy rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ, bình thường em rảnh thì em hay đi mấy cô quán cà phê á. Dạ, để thư giãn, nghe nhạc và đọc sách. Em cũng thích đi uống trà sữa với lại đi dạo nữa. Anh có nhóm những sở thích của em không? Công việc của anh thì anh cũng hay ra ngoài cà phê. Còn đọc sách thì anh sẽ đọc ở không gian nào đó yên tĩnh. Còn anh cũng hay là đi du lịch. Em cũng thích đi du lịch nữa. Anh đi đâu rồi? Anh đi được nhiều nước chưa? Hay là nhiều nơi ở Việt Nam mình chưa? Anh thì Việt Nam thì anh cũng đi cũng hết, cũng gần hết rồi đó. Còn ở nước ngoài thì anh cũng đi khoảng 10 nước, 9-10 nước gì đó. Wow. Anh đi du lịch là anh đi phượt hay là anh hay đi với bạn bè hay là đi phượt? Thường là anh đi một mình á. Anh đi một mình hả? Sao anh giỏi vậy? Sao mình biết đường mà mình đi? Tại không có ai đi chung. Tại vì anh đi cũng nhiều ngày á, cho nên tìm kiếm một người mà đi chung thì cũng hơi khó. Tại vì họ cũng còn công việc. Công việc của em thì có bận rộn lắm không? Thì của em cũng hơi bận rộn, nhưng mà em thường thì em làm bận rộn một suốt một thời gian, khoảng 2 đến 3 tháng. Sau đó em phải dành thời gian em nghỉ để em đi du lịch, hoặc là em đi những cái nơi nào mà em hay quá vậy. Cái đó cũng giống giống rồi đó nha. Thì giống giống rồi đó. Giống giống rồi đó nha. Nếu mà em thích đi du lịch vậy thì anh cũng sẽ tặng em một món quà đó. Wow. Chắc là anh sẽ tặng em hai đêm nghỉ ở homestay qua trên Đà Lạt với gia đình của em. Oh my god. Thiệt đó. Chương trình cũng gấp quá cho nên anh cũng không có biết chuẩn bị gì hết. Suy nghĩ thôi, cây nhà lá vườn có gì dùng cái đó. Hy vọng em vui. Trời, món quà của anh rất là ý nghĩa đó với em luôn á. Rất là dành dành cho em với gia đình nữa. Thì anh cũng hy vọng là em sẽ vui. Sau này thì có như nào đó thì tụi mình cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen, đúng không? Rồi có cơ hội thì sẽ gặp nhau nhiều hơn. Dạ, em cũng mong là sau này em sẽ được gặp anh nhiều hơn. Với lại mình cũng có những sở thích giống nhau nè. Mình có thể đi cà phê hoặc là đi du lịch. Anh nghe là thích rồi đó nha. Mà em cảm thấy anh á là một người có vẻ biết rất là nhiều nha. Mà em rất là thích đi du lịch nữa. Em chưa bao giờ đi mà mình có thể tự khám phá kiểu như đi phượt nhanh vậy. Em nghĩ đây là một cái trải nghiệm mới. Thực ra thì cái gì cũng vậy, lúc đầu thì nó hơi lạ lẫm. Giống như là anh mà gặp em nói chuyện bây giờ thì nó cũng hơi lạ lẫm. Thì cũng giống như em đi vậy thôi. Thì lúc đầu thì nó cũng khó. Nhưng mà sau khi quen rồi chắc là sẽ ghiền á. Dạ em cảm ơn chị. Em vừa nhận cái gì vậy? Anh tò mò quá. Em vừa mới nhận được một cái thông điệp từ chương trình.
anh chưa gặp mặt em. Anh chỉ mới nghe em trò chuyện thôi. Anh có thích em không? Câu hỏi hay quá. Thực ra thì anh nghe em chia sẻ những cái điểm chung á, thì ấn tượng ban đầu là có, và anh cũng có cảm giác là cô bạn này cũng hay hay. Còn nếu như mà thích hay không thì chắc là em phải cho anh cơ hội đó. Dạ rồi. Nhưng mà ấn tượng ban đầu thì lúc nào cũng là quan trọng đúng không? Dạ, và đúng anh rồi. Thì có ấn tượng tốt với em, không biết là em có vậy không? Mặc dù em chưa có tiếp xúc với anh nhìn ngoại hình như thế nào, nhưng mà em cảm giác được là anh là một người rất là chân thành. Và em cũng rất là chân thật khi mà em nói là em cũng sẽ thích, rất là thích cái cá tính giống anh. Thích những cái quan điểm giống anh. Và cũng thích những cái sở thích giống anh nữa. Thời gian cũng sắp hết rồi thì anh cũng hy vọng là qua buổi nói chuyện này thì xí nữa thì anh cũng hy vọng là em sẽ chọn anh để mà tụi mình có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn ha. Dạ rồi. Vậy là em cảm ơn anh nhiều nha. Bye bye em. Dạ cảm ơn. Bye bye anh. Cô nàng Minh Thùy tiếp tục lên chuyến xe hồng để đến điểm hẹn với ứng cử viên thứ hai. Mình cảm thấy càng tò mò hơn nữa. Lúc đầu thì mình thấy mong chờ, nhưng mà sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc thì mình cảm thấy rất là tò mò và mình cũng hy vọng là mình sẽ là người được chọn. Ấn tượng có vẻ như bạn gái này là một người khá là cởi mở, khi mà rất là chịu khó để chia sẻ những câu chuyện với bạn ấy. Sau khi cái buổi gặp mặt đầu tiên với anh Thắng thì cảm xúc của em thật sự em rất là ấn tượng về anh Thắng, mà em cảm thấy anh Thắng là một người rất là thú vị và có những cái sở thích cũng như là có những cái mà em thật sự là em muốn học hỏi, thật sự là em muốn có cơ hội để gặp lại anh Thắng. Xin chào chị, dạ em muốn gặp anh Tâm à. Dạ chị tới với đoàn phim ở đây á chị, dạ em cảm ơn. Khi mà em bước vào cái phòng tập này thì chàng trai thứ hai em nghĩ là sẽ xuất hiện với một bộ dạng là một dân tập gym. Là một anh chàng chắc là sẽ thích những cái hoạt động như là chạy bộ, tập thể hình nè. Và em cũng đang rất là thích những cái hoạt động này. Em cũng không biết là cái anh chàng này sẽ như thế nào, có phải là ngoài mong đợi của em không? Ứng cử viên thứ hai là Phạm Nhân Tâm, 27 tuổi, hiện nay là một PT, huấn luyện viên cá nhân tại một trung tâm thể hình ở quận 2. Theo em thì lý do tại sao Tâm lại vẫn là còn ế đến tận bây giờ? Tâm là tại vì kém quá, khó là có tính là ít nói. Em thấy anh Tâm là một người khá là trầm tính, anh ít nói. Em nghĩ anh chưa có người yêu là bởi vì anh chưa tìm được người phù hợp với mình. Một bạn gái anh Tâm hướng đến chắc là một người hiền, tới nhẹ nhàng. Đặc thù công việc này là nó chiếm một khoảng thời gian của Tâm nhiều quá, cho nên cái thời gian mà đấy chính chuyện riêng tư như là chưa có. Sau khi xem rồi vai thì em thấy bạn gái rất là dễ thương, bạn có cặp mắt rất là xinh, đặc biệt là có một cầm về lai thì em rất là thích cái cầm. Về cá tính thì bạn cũng có cá tính rất là phù hợp với em, có sở thích cũng tự do tương đồng. Dạ em chào anh. Dạ em rất là vui khi mà được quen biết anh ha. Em không biết là công việc của anh là gì ạ? Anh là huấn luyện viên cá nhân. Em có đi tập gym không? Dạ có. Thì chắc em cũng biết công việc của anh. Dạ thì ngoài cái công việc hàng ngày của anh thì sở thích của anh như thế nào ạ? Nói chung là anh thích nhiều thứ, như đặc biệt là anh thích làm đồ handmade hoặc là sáng tác hoặc là vẽ gì đó. Anh biết sáng tác nữa hả? Anh sáng tác cho vui với anh cũng không có chuyện lắm. chắc mình anh nghe được. Dạ anh hát cho em nghe thử một câu trong những ca khúc mà anh đã sáng tác đi.
Bài hát này thì không phải là anh sáng tác, nhưng mà anh tác thích bài hát này. Lúc em ra đi, rèm mi khép lại, đêm buồn ngạo nghễ chỉ riêng mình anh. Nhớ lại ngày xưa, ngày em xinh đẹp, bỗng nhiên chàng trai vây quanh em là thật lòng hay dối trá. Lúc em ra đi, còn anh vẫn đây, ôm em thật chặt chẳng nghĩ gì. Em có nghe đó. Anh hát cũng khá hay. Một người bạn trai có những cái cá tính và có những cái năng khiếu như anh, thật sự em rất là thích. Em muốn biết nhiều về gia đình của anh, có được không? Gia đình anh có 4 người, có em có một em gái. Gia đình anh đang ở Đà Lạt thì chỉ có mình anh ở đây thôi. À, anh ở Đà Lạt hả? À. Em rất là thích đi Đà Lạt luôn, năm nào em cũng đi 1-2 lần hết. Vậy sau chương trình này mình đi Đà Lạt chơi. Coi như đây là một lời mời nha. Okay. Không biết bình thường á, ngoài cái sở thích mà anh sáng tác này nọ nè, anh có thích nấu ăn không? Anh cũng thích nấu ăn. Nói chung là về công việc nhà thì anh đều làm được. Tại vì anh tự lập từ nhỏ nên công việc gì anh cũng làm được. Anh có muốn hỏi gì về em không? Nói chung anh cũng là người ít nói nên là hiện giờ thì anh cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói. Anh, nếu mà anh ít nói như vậy á, mà em cũng ít nói luôn, thì anh nghĩ đi, mình có hợp nhau không? Nghĩ anh ít nói, nhưng mà nếu một có một người hợp với mình, anh sẽ rất nói nhiều. Tính anh cũng rất là năng động, nói chung là hơi khiên khiên, vui chứ. Một thử thách bất ngờ từ chương trình, đó chính là hai bạn hãy cùng nhau nhảy một điệu nhạc bất kỳ. Tay bạn lạnh, em thích người phụ nữ có tay lạnh. Tại vì em tay em rất nóng nên em khi cầm vô một cái tay lạnh thì em cảm nhận là được sự cái dung hòa hơn. Sau chương trình này thì anh muốn có thể tiếp tục gặp em được. Dạ rồi, thì sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng nữa thì em mong là em cũng có thể có cơ hội gặp lại anh nha. Cảm ơn. Dạ, em rất là cảm ơn. Cảm xúc của em thì khi mà gặp chàng trai thứ hai thì thật sự là em không có ấn tượng lắm với anh chàng này. Và những cái tính cách cũng như là thật sự là em đã là một người rất là trầm tính và ít nói rồi. Thì anh này còn trầm tính và ít nói hơn nữa. Và những cái anh đó thể hiện cho em là em cảm thấy là cảm xúc của mình nó không được như mong đợi. Và chàng trai thứ ba thì em muốn chàng trai thứ ba sẽ là một người thật sự giống như em đang mong đợi, là một soái ca, là một hình ảnh cá tính, là một hình ảnh thật sự là thiên về những cái giống như là em mong muốn, chiều chuộng, ga lăng và những cái câu nói ví dụ giống như là làm cho em cảm thấy rằng là đây là một người em đang tìm bấy lâu nay. Xe Hồng lại tiếp tục đưa cô nàng Minh Thùy đến địa điểm hẹn hò thứ ba, đó chính là quán cà phê Pet, một quán cà phê khá thú vị ở quận 2. Điểm của chương trình, dạ. Hay đi tìm bức tranh con mèo đen. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bức tranh con mèo đen. Ứng cử viên thứ ba là anh chàng IT Phùng Thế Tài, năm nay 29 tuổi, hiện đang kinh doanh dịch vụ sửa chữa máy tính thiết bị văn phòng, là một chàng trai vui vẻ, nhiệt tình và yêu thích kinh doanh, đang rất mong muốn tìm bạn gái để tính tới chuyện hôn nhân. Sau khi đọc profile của bạn nữ, mình thấy bạn nó rất là dễ thương.
nhìn sơ qua thì chắc bạn này cũng rất là cá tính, có những sở thích giống mình, giống như là đi coi phim, đi du lịch và những cái hoạt động ở bên ngoài. Thì chắc nếu có cơ hội tìm hiểu thì mình sẽ đưa bạn ấy đi chơi nhiều hơn để chúng ta có thể tìm hiểu được nhau rõ ràng. Anh chào em. Em chào anh. Anh có bó hoa. Dạ, anh rất ngon em. Anh xin tự giới thiệu về mình. Anh tên là Tài, nhà ở bên quận Tân Bình. Hiện tại bên anh đang kinh doanh về dịch vụ sửa chữa thiết bị văn phòng. Dạ, rất vui là em được gặp anh và em rất là cảm ơn nó hoa của anh. Dạ, trước đây anh đã tưởng tượng em như thế nào ạ? Anh nhìn em thì giống như là một cái cô nàng búp bê. Em có nhớ là giống như là baby ngày xưa mà các cô gái mà hay ngày xưa mà hồi trẻ trâu, trẻ trâu hồi nhỏ xíu à. Cái anh mẹ anh cái tự nhiên lấy cái búp bê baby ở đâu á mang về kìa. Ủa lúc đó anh cũng bé khoảng chừng có lớp 6, lớp 7 rồi. Mẹ nghĩ con là con gái hay sao mà đưa cái búp bê cho con. Mẹ kêu tao mang về tao chưng không phải là cái gì mẹ chọc vậy thôi. Nhưng mà thực ra nhà anh thì ba mẹ rất là vui. Nghe anh kể thì có vẻ anh rất là thiên về gia đình đúng không? Và anh cũng rất là thương mẹ. Thì trong gia đình của anh là anh có anh trai em gái gì không? Anh là anh cả. Anh là anh cả. Có một thằng em trai, nó thua anh 10 tuổi là đại học, đại học năm nhất. Dạ. Nói chung là cái vấn đề định hướng của nó thì anh luôn luôn định hướng cho nó. Anh luôn hướng nó về bên kinh doanh. Kinh doanh nó làm cho mình nó có hứng thú. Cũng là em cũng làm bên quản lý bán hàng shop rồi. Dạ đúng rồi. Cái shop đó là cũng ở công ty của Việt Nam mình. Thì em là quản lý của cái shop thời trang đó. Thì nó cũng chỉ là một công việc rất là bình thường thôi. Nhưng mà do là em cũng đam mê kinh doanh, em cũng có sở thích giống anh vậy đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà em chưa có ra làm chủ hoặc là tự kinh doanh riêng. Thì bây giờ được biết anh cũng như em biết thêm một người để có cho em thêm nhiều kinh nghiệm về kinh doanh. Thật ra về vấn đề kinh doanh á, anh mà ngồi chia sẻ với em thì từ sáng đến tối là không hết chuyện. Tại vì anh có thể, anh có một chút bí quyết là kinh doanh trên Facebook mà mình không mất tiền, nhưng mà cái lượt view của mình cực kỳ hiệu quả hơn là mất tiền. Nhưng mà có cơ hội thì anh sẽ chia sẻ cho em thật là nhiều về cái vấn đề kinh doanh. Thì ngoài cái chuyện lên kinh doanh ra thì anh có những cái sở thích nào ạ? Buổi sáng anh hay uống cà phê và thời gian còn lại anh dành cho trà sữa. Anh cũng có những cái sở thích thì cũng tương đối giống em á. Thì không biết là hồi đó đến giờ trong chuyện tình cảm của anh thì anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh trải qua 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất đi. Quen nhau khoảng gần 1 năm á. Thì anh gặp một cái biến cố, anh bị hết sạch kinh tế luôn, không còn vốn kinh tế nữa. Mình cảm thấy mình bất lực nên người ta ra đi cũng đúng thôi. Thôi nói chung là chuyện cũ thì nó cũng hơi buồn một chút. Đó là một kỷ niệm, đó là một kỷ niệm rất là hay đúng không? Nếu như có một bạn gái như em chẳng hạn, sau này nếu như mà mình có cơ hội mình gặp nhau, mình tìm hiểu, anh có những cái kế hoạch gì hoặc là anh có một cái mong muốn gì cho cái người bạn gái của anh không? Anh mong muốn hả? Kế hoạch của anh thì dành cho tất cả các buổi tối dành cho cô ấy, hầu như tất toàn bộ buổi tối. Thực ra thì anh nghĩ thời gian dành cho chương trình nó cũng đã hết thôi. Nhưng mà anh muốn chia sẻ với em rất là nhiều. Rồi anh nghĩ đến bây giờ thì chúng ta cũng đã mệt rồi đúng không? Từ sáng đến giờ anh chỉ lo là em mệt rồi em như thế nào đó thì nó sẽ, tại vì anh là người cuối cùng thì nó cũng hơi bất lợi một chút. Nhưng mà anh nghĩ sau cái này chúng ta sẽ có gặp nhau. Anh cảm ơn em, cảm ơn em. Dạ, em cũng cảm ơn anh vì mình cũng đến đây và anh cũng cho em một cơ hội để em tiếp xúc và hiểu được về con người của anh. Thì em mong là một chút nữa thì em sẽ có câu trả lời. Anh cũng hy vọng là anh là một người được chọn. Anh nghĩ em sẽ không thất vọng về tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ em cảm ơn anh.
Oh my gosh. Trời ơi. Trời. Em nghĩ là em được tặng một cái bó hoa đẹp vậy luôn. Sau cuộc gặp với lại bạn gái thì mình cảm thấy mình hơi lo lắng. Và mình không có biết là mình có nói gì sai hay không. Mình chỉ lo lắng là những cái điều đó thôi. Còn về về phía cô gái chắc là phải đợi câu trả lời. Ở vòng 1, nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Thật sự là em cũng không có mong muốn là nhận được cái bó hoa này đâu. Tại vì cái bó hoa này em sẽ từ chối một trong 3 chàng trai mà đã tiếp xúc với em và chia sẻ những cái thật chân thành về con người của mọi người. Đối với em thì chàng trai thứ nhất là anh Thắng. Anh Thắng cho em nhiều cảm nhận là về khía cạnh sở thích, về khía cạnh là một người bạn, là một người có thể song hành và một cái người mà em cảm thấy là có thể đi chung với em một cái con đường. Làm cho em cảm thấy là nó nhiều màu sắc, nó nhiều thú vị hơn. Chàng trai thứ hai á, là anh Tâm. Thì chàng trai đó thật sự cũng rất là chân thành. Và em nghĩ là một cái người bạn trai như vậy thì có thể quan tâm và chăm sóc cho mình rất là nhiều. Anh Tài thì là người mà tặng cho em một bó hoa mà em cảm thấy là một cái chàng trai. Thật sự là em không tin được là có một chàng trai chuyên về IT, về máy móc mà có thể lãng mạn và chuẩn bị cho em như vậy. Và chia sẻ cho em nhiều cái sở thích mà y chang em luôn. Và cũng là một người rất là thiên về gia đình. Em nghĩ là bây giờ em có quyết định rồi. Và em sẽ mang bó hoa này đưa cho chàng trai mà em cần từ chối. Cảm xúc của mình bây giờ lúc này đây thì tất nhiên là hồi hộp rồi. Nếu mà phải ra về thì cũng tiếc. Nhưng mà mỗi người sẽ có cái ấn tượng riêng ban đầu. Thì cô gái đều có thể chọn cho mình những người phù hợp. Nếu mà cô gái đó chọn mình để ra về thì mình nghĩ điều đó cũng đúng thôi. Tại vì hai bạn nam kia, ngay cả mình thì đều là những người tài giỏi và có khả năng. Mình cảm thấy là mình không có thuyết phục được thì điều đó là lỗi tại mình. Sau cuộc gặp em có tự tin nghĩ là bạn nữ sẽ chọn mình? Dạ, em tự tin. Cho em hỏi ai là anh Thắng ạ? Ai là anh Tâm ạ? Và chàng trai cuối cùng nói chuyện với em. Thì sau khi mà được trò chuyện với ba anh, em cũng thấy là ba anh rất là chân thành và thể hiện đúng cá tính của mình, cũng như là chia sẻ nhiều thứ với em. Và em cảm thấy học hỏi rất là nhiều. Thì em mời anh. Anh nhìn em thì giống như là một cái cô nàng búp bê. Em có biết là giống như là anh có một chút bí quyết về kinh doanh trên Facebook mà mình không mất tiền, nhưng mà cái lượt view của mình cực kỳ hiệu quả hơn là mất tiền. Nhưng mà có cơ hội thì anh sẽ chia sẻ cho em thật là nhiều về cái vấn đề kinh doanh. Em rất là thích đi Đà Lạt luôn, năm nào em cũng đi 1-2 lần hết. Vậy sau chương trình này mình đi Đà Lạt chơi. Coi như đây là một lời mời nha. Anh cũng là người ít nói nên là có một người hợp với mình nên sẽ rất nói nhiều.
đến bao giờ chưa? Chỗ này là anh kinh doanh chỗ này luôn á, cho nên ngày nào anh cũng vô hết trơn á. Nếu mà em thích đi du lịch vậy thì anh cũng sẽ tặng em một món quà đó. Hai đêm nghỉ ở homestay qua trên Đà Lạt với gia đình của em. Oh my god. Thiệt đó hả? Ừ. Em mời anh. Quay lại và nhận món năng lực của em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em quyết định là em sẽ chọn anh Tâm là người em từ chối. Vì đây là một chàng trai mà em cảm thấy thiên về là một bạn bè, là một người anh. Thật ra là em có một cái quyết định này thật sự em rất là khó khăn. Ở anh em cảm thấy là một con người chân thành và anh giống như là một người anh, một người bạn và một người tri kỷ có thể bên cạnh em vậy đó. Dạ em cảm ơn anh. Em rất vui khi được tham gia chương trình này, được gặp em. Anh mong muốn là sau này mình sẽ gặp nhau và sẽ chia sẻ hơn. Dạ. Anh có buồn về quyết định của em không? Không có gì. Dù sao đi nữa thì sự lựa chọn là của em. Anh không có gì là anh nói. Cảm ơn em. Em lắm. Em cảm thấy anh này. Chúc anh lên đó. Cảm ơn. Một quyết định của em nha. Không cần gì. Rồi, em tạm biệt anh. Em muốn anh Thắng quay lại để em gặp mặt. Dạ em chào anh. Cảm ơn em đã chọn anh. Em cũng cảm ơn anh là đã cho em một cái cơ hội để có thể biết nhiều về anh hơn. Hy vọng là mình sẽ có một cái chuyến picnic thú vị. Dạ, em cũng hy vọng có một chuyến picnic thú vị. Dạ, người cuối cùng. Em... Em hãy quay lại rồi. Chờ em. Dạ, em không chờ. Trời, giống như đối tác á. Em cũng rất là vui khi mà được gặp anh. Thật sự là em rất là ấn tượng luôn. Em cảm ơn anh rất là nhiều về bó hoa. Em cũng mong là hôm nay mình sẽ có một cái chuyến picnic thật là vui. Trời, dễ thương quá. Xin lỗi anh, em xin lỗi anh em. Em thấy em sai quá sai. Em xin lỗi anh, em sẽ chuộc lỗi. Lần sau lên Đà Lạt em sẽ đòn hồi lấy Kim Bơ. Ok. Hôm nào có dịp thì mình sẽ offline cà phê cà pháo rồi đó ha. Quay. Chụp hình đúng không? Điện thoại. Để anh giữ giùm cho em lấy đi. Rồi, anh cho em số điện thoại. Ồ. Để anh chụp cho một tấm hình luôn ha. Em xin lỗi, em không... Em không muốn vậy. Rồi em cảm ơn. Em có cần phải gọi qua không? Hay là anh không cần em gọi qua? Hẹn mọi người sẽ có một buổi đi Đà Lạt chơi với nhau nha. Ok. Qua rồi. Em cảm ơn. Ok, bye bye. Ủa anh không đi hả? Không rồi. Trời, anh làm vậy chắc em đi về luôn. Anh thấy có lỗi không? Kết thúc vòng 1 Lucky Me yêu là chọn, Minh Thùy đã có một quyết định khá đau lòng và day dứt khi từ chối anh chàng Phạm Nhân Tâm đẹp trai, chân thành nhưng hơi ít nói và rụt rè. Yêu là chọn